Những ngày vừa qua, một đoạn clip ghi lại vụ gian dắp giao thông trên đường Phạm Văn Đồng đoạn từ cầu Dược hướng về phía Hoàng Quốc Việt Hà Nội, gây để ý khác biệt trên mạng xã hội. Cụ thể vào tối ngày 19 tháng 10, khi đang lưu thông trên đường, chiếc xe ô tô màu đen va quệt với một chiếc xe máy chạy cùng chiều. Va gian dắp khiến hai người lớn cùng đứa con nhỏ trên xe máy bị té xuống đường, còn lái xe ô tô thì nhấn ga bỏ đi, không hề có ý muốn dừng lại để ý vết yêu mến của các nạn nhân. May mắn là cả ba người, khác biệt là đứa bé nhỏ không gặp gỡ chấn yêu mến gì quá nghiêm trọng. Hành xử của lái xe thời điểm đó đã khiến mạng xã hội vô cùng bức xúc. Ô tô va quệt với xe máy rồi bỏ đi. Đến ngày hôm qua ngày 23 tháng 10, tức là 4 ngày sau vụ va dấp, lái xe ô tô màu đen đã thông qua kênh vô giao thông gửi thư xin lỗi tới ba người ngồi trên xe máy, trong đó có một đứa trẻ ở vụ va dấp trên đường Phạm Văn Đồng. Trong bức thư, người lái xe kể lại ngày hôm đó anh có lái xe đưa con nhỏ 2 tuổi cùng hiền thê đi lấy thuốc ở cầu Diễn. Thời điểm xảy ra tai họa, anh bị phân tán bởi những việc diễn ra trong xe, nhạc to, con nhỏ ốm quấy khóc, nên anh đã không để ý sự cố xảy ra bên ngoài, dẫn lái xe về nhà. Người lái xe cho biết năm nay anh đã 50 tuổi, không sử dụng mạng xã hội nên việc cập nhật thông tin bị hạn chế. Sau khi cầm được thông tin từ báo chí, anh xác định mình là người gây ra tai họa nên rất ân hận, muốn viết thư xin lỗi, mong được gặp gỡ, hỏi thăm các nạn nhân. Đồng thời, anh cũng cảm ơn những phản ánh, những lời khuyên từ cộng đồng mạng để bản thân rút kinh quản nghiệm, tham gia giao thông an ninh hơn. Chúng tôi xin được trích đăng lại bức thư người lái xe gửi tới kênh vô giao thông. Kính gửi kênh vô giao thông và ba người đã gian dắp với tôi cùng cộng đồng mạng. Ngày 23 tháng 10, sau khi có thông tin của người thân cung cấp, nói rằng xe ô tô 38.985 đang bị truy tìm vì tối ngày 19 tháng 10 gian dắp với xe máy chở ba người trong đó có một trẻ em, rồi bỏ chạy tại đường Phạm Văn Đồng. Ngay lập tức tôi đã suy nghĩ lại, đúng là tối ngày hôm đó tôi có lái xe, đưa đàn ông tôi hơn 2 tuổi, cùng hiền thê đi lấy thuốc ở cầu Diễn. Thời điểm xảy ra gian dắp là đúng thời điểm xe tôi có bật nhạc và đàn ông tôi do bị ốm nên quấy, khóc và nghịch trên xe. Tôi có nói hiền thê tôi là em dỗ con đi và đúng là tôi đã bị chăm nom bởi sự việc trong xe nên khi xảy ra gian dắp đã không để ý và nối tiếp chỉ dẫn xe về nhà bình thường. Bản thân tôi năm nay gần 50 tuổi và không dùng mạng xã hội nên việc cập nhật thông tin bị hạn chế rất nhiều. Đến khi xem lại thông tin từ cơ quan báo chí và phản ánh từ cộng đồng mạng, xác định là mình chính là người gây ra gian dắp, tôi đã biết mình có lỗi là không phát hiện gian dắp, không dừng lại giải quyết sự việc do mình gây ra. Tôi rất ân hận, cầu thị và mong muốn tìm gặp gỡ ba người đã chỉ dẫn xe máy mà tôi đã gian dắp để tôi có thể được xin lỗi, nhận nghĩa vụ và khắc phục mọi thành quả vừa xảy ra. Bằng tất cả nhận thức và từ đáy lòng tôi viết thư này để xin được gửi lời xin lỗi tới anh, chị và cháu. Đồng thời, tôi cũng xin được cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã kịp thời phản ánh để tôi kịp nhận ra tội lỗi và tìm giải pháp khắc phục. Tôi cũng xin được cảm ơn cộng đồng mạng đã có những góp ý chân thành để tôi rút kinh quản nghiệm sâu sắc khi tham gia giao thông trong cuộc sống. Tôi xin chân thành cảm ơn.